xin chào anh em nha, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ Cầu 68. Thì sau cái video Binance vừa rồi đó, thì hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp ngay một cái video tiếp theo mà mình cho rằng là nó sẽ phản ánh đúng cái tình trạng thị trường của chúng ta hiện tại là nó khá là hỗn loạn và chúng ta không biết đâu là thật đâu là giả anh em. Đó, và mình cho rằng đây là một cái tuần khá là thú vị, tại vì là tuần này nó sẽ không giống như những tuần trước nữa khi chúng ta không đề cập quá nhiều về cái chỉ số on-chain của Bitcoin, cái chỉ số on-chain của Ethereum, tình hình thợ đào ra sao nữa, đúng không anh em? Nhưng mà tuần này là một tuần thực sự thú vị khi mà chúng ta thấy được có những cuộc tấn công nó khá là hy hữu và mình cho rằng là nó khá là vô duyên trên các nền tảng DeFi và nó cũng có những cái thuyết âm mưu ở đằng sau đó nữa, nên là mình cho rằng đây là một tuần khá là thú vị mà mình rất là háo hức để mà chia sẻ cùng anh em. Thì đầu tiên á, cái thông tin đầu tiên chúng ta cần phải cập nhật đó chính là vào tầm khoảng là đầu tuần này, khi mà chúng ta có một cái giao thức, một cái nền tảng mà mình cho rằng nó cũng khá là có tiếng trên thị trường rồi, đó chính là Elron. Thì anh em biết á, là Elron á, thực ra cái tiếng Elron nó đến từ cái việc mà đội ngũ phát triển của họ liên tục phát triển, không những về cái mặt cơ sở hạ tầng của dự án, về mặt chặng đường dài phát triển dự án của họ, mà Elron nó còn làm đạt được những cái thành tựu khác ở trên một cái bức tranh thực tế đó anh em. Ví dụ như trở thành một cái blockchain không carbon đầu tiên được châu Âu chứng nhận nè, và cái mối quan hệ pháp lý của Elron đối với châu Âu nó vẫn rất là tốt luôn đó. Nhưng mà một cái sự kiện hy hữu nó đã xảy ra là chính là cái việc mà Elron đã bị tấn công bởi ba cái ví. Và cái cách thức thực hiện của ba cái ví này đó là, đầu tiên ấy, là họ sử dụng một cái smart contract ở trên blockchain, và sau đó để họ thực hiện một cái lệnh deploy đó. Và sau đó thì sao, sau khi họ thực hiện một cái lệnh deploy như vậy thì họ lại tiếp tục thêm một cái lệnh withdraw để có thể nhận được hơn tổng cộng là 1,6 triệu token của Elron nha anh em. Và cuối cùng thì sao, xả ở đâu bây giờ? Đó, thì ba cái ví này đó, họ mới đem cái số Elron họ vừa tạo ra được để mà họ lên cái sàn DEX Maya, một cái sàn DEX mà tạo ra một cái bước ngoặt đối với Elron trong quý 4 năm 2021. Nếu mình không nói là đây như là một cái trái tim của Elron vậy. Thì sau khi họ xả ra anh em, họ xả trên sàn DEX á, thì anh em biết cái giá của Elron nó tụt như giá của Luna vậy. Đó, thì cái điều này nó gây ra một cái sự dịch chuyển khá là bất ngờ đối với giá của Elron trên thị trường spot ở bên Binance hoặc là trên những cái sàn giao dịch khác vào thời điểm đó, nên nó gây ra một cái sự hoảng loạn nhất định đối với người dùng. Nhưng mà chỉ ngay lập tức sau đó thôi thì CEO của Elron thì ông cũng đã lên tiếng trước ngành cộng đồng và ông cũng đã khóa cái sàn DEX Maya này lại và khóa những cái API có liên quan tới sàn DEX để mà có thể những cái ví này nó không có thể tiếp tục nó xả được nữa. Đó, thì tự nhiên đùng một cái nó có một cái sự kiện bất ngờ như thế này, đúng không? Thì cái vụ này á, nó lại cho chúng ta thấy được rằng là những cái nền tảng DeFi như là về sàn DEX hoặc là những cái DApp DeFi thì thực sự là dĩ nhiên đó sẽ là tương lai của chúng ta mà thôi. Nhưng mà về mặt thất thoát khi mà chúng liên tục bị tấn công như vậy thì nó cũng gây ra một cái nỗi lo ngại nhất định đối với người dùng. Nhất là anh em quan sát trong vòng từ khoảng từ 2 đến 3 tháng nay thì sao? Thị trường DeFi của chúng ta nát tôm luôn, khi mà như ở tuần trước mình vừa chia sẻ đó, TVL của DeFi giảm, TVL của Ethereum giảm, TVL của Layer 2 giảm, rồi ngay cả số lượng người dùng blockchain game, số lượng người dùng ở trong GameFi cũng đâm, đặc biệt là trên Ethereum đâm tới hình như là khoảng 96% so với cái đỉnh từ hồi tháng 11 đó anh em. Rồi, đó chỉ là một cái sự kiện của Elron ở trong tuần này mà thôi, và chúng ta có hàng loạt những cái sự kiện tiếp theo như thế nào nữa anh em thì chúng ta cùng theo dõi tiếp. Thì đầu tiên đó chính là về cái dự án Optimism. Thì anh em biết cái Optimism á, thì trong thì dạo gần đây trong khoảng một tuần trở lại đó, thì Optimism đang trở thành một cái làn sóng được cộng đồng khá là chú ý, khi mà Optimism họ đã cho ra token và họ cho ra một cái mô hình quản trị lưỡng viện của họ nó khá là đặc biệt và đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ nhà sáng lập Ethereum là Vitalik Buterin. Thì á, trong cái việc mà phân bổ airdrop token đối với cộng đồng đó, thì á, Optimism á, họ cho biết được rằng á, là họ đã hợp tác với một cái đơn vị khác, đó chính là Wintermute, để nhằm có thể đảm bảo có đủ cái lượng token OP để mà có thể đủ thanh khoản cho người dùng tham gia vào cái quá trình, cho cái quá trình quản trị và cái quá trình bỏ phiếu cho cái mô hình của họ đó. Thì á, vì cái mục đích như vậy nên là Optimism họ đã chấp nhận phân bổ 20 triệu token này cho cái đơn vị Wintermute này ha anh em. Đó, nhưng mà sao? Nhưng mà có một cái lỗ hổng tiếp theo chúng ta cần phải chú ý, đó chính là cái token OP này á, thì hiện tại nó chỉ mới được hỗ trợ trên Optimism thôi, chứ nó chưa có được hỗ trợ trên các blockchain khác đó, và thậm chí cả là Ethereum nữa cơ. Thì á, cái sự kiện này nó bắt đầu á, khi mà bên phía Wintermute đó thì họ đã vô ý họ cung cấp một cái địa chỉ ví Ethereum mà chưa được hỗ trợ trên Optimism. Thì cái điều này á, nó đồng nghĩa với việc á, là dù cái địa chỉ ví này á, nó đã được ghi nhận là có 20 triệu token OP do Optimism chuyển qua rồi, nhưng mà Wintermute không thể làm gì đối với cái khoản tiền này cả. Và tiếp theo đó anh em, thì trong cái quá trình triển khai cái địa chỉ này lên Optimism đó, thì đã vô tình, cái lỗ hổng này nó đã vô tình bị một cái người hacker trục lợi và để chiếm quyền kiểm soát của 20 triệu token OP này. Và sau đó đó, khi mà chiếm được cái quyền kiểm soát của 20 cái token OP này đó, thì hacker này đã nhanh chóng bán ra 1 triệu token OP để đổi lấy Ethereum. Đó anh em, nhưng mà
ngay khi mà cái sự kiện nó diễn ra này thì cái đơn vị Wintermill này á thì họ đã nói là họ sẽ mua lại 1 triệu token OP trên thị trường và sẽ tiếp tục có những cái động thái mua thêm nếu mà hacker tiếp tục bán ra, thì tức là bây giờ ông hacker ông cứ xả đi thì Wintermill này sẽ mua đó. Thì á, đối về phía của Optimism thì sao, thì họ cho biết rằng á là sau khi cái sự kiện này xảy ra thì họ đã cung cấp, họ đã trợ giúp cho Wintermill một cái khoản tài trợ ngắn hạn là 20 triệu Optimism để đảm bảo là cái kế hoạch ban đầu của họ, cái giao kèo của họ đó giữa Optimism và Wintermill nó sẽ được diễn ra anh em. Thì á, đến cho đến ngày hôm nay là đến sáng ngày, hình như là ngày hôm nay là ngày 9 tháng 6 đúng không, đến sáng ngày hôm nay thì hacker họ tiếp tục chuyển 1 triệu OP lại ngược lại cho nhà sáng lập của Ethereum là Vitalik Buterin, và hiện là 1 triệu OP hồi nãy xả ra 1 triệu chuyển cho Vitalik Buterin, thì hiện lại trong tay của hacker là đang còn giữ 18 triệu OP, và chúng ta sẽ không biết là 18 triệu OP này hacker sẽ làm gì tiếp theo, và nếu hacker có những cái trường hợp gì tiếp theo nữa thì mình sẽ cập nhật cho anh em ha. Và để củng cố cho cái sự kiện này thì chúng ta có một cái sự kiện khác, đó chính là nhà sáng lập của một cái nền tảng DeFi cũng khá là nổi tiếng, đó chính là Synthetix. Thì ông nói là cái sự kiện của Optimism thì thực ra thì nó cũng không có quá là nghiêm trọng đâu, vì ai mà chẳng có lúc bấn loạn, ai chẳng có lúc mà lỗi lầm đến như vậy khi mà giao dịch của chúng ta được thực hiện quá là nhiều trong một ngày. Thì ngay cả chính bản thân ông thì ông cũng đã chia sẻ một cái câu chuyện khá là hy hữu khi mà ông nói rằng là đó, vào một cái thời điểm trước đây trong quá khứ đó, thì khi mà ông thực hiện một cái giao dịch mà ông mở đến 20 tab ở trên cái máy tính của ông đó, thì tự nhiên ông lại nhầm lẫn cái việc sao mà ông chạy một cái code để mà dán vào cái smart contract á, và tự nhiên ông lại đốt nhầm đi 10 triệu DAI. Thì anh em biết DAI là một cái stable coin, mà stable coin thuật toán thì nó neo vào giá đô bình thường thôi. Thì 10 triệu DAI thì nó cũng giống như là 10 triệu đô vậy. Thì đây là một cái sai lầm mà mình cho rằng nó khá là hy hữu của nhà sáng lập của bên Synthetix. Thì ông lý giải được, ông nói là cái lỗi lầm đó của ông thì để ông củng cố cho cái việc mà Optimism chuyển nhầm như vậy, thì có lẽ là nó một trường hợp nó hy hữu nó xảy ra mà thôi, và chúng ta không nên quá là gây gắt với cái vấn đề này. Thì tiếp theo nữa là một cái biến cố khác ở trong một cái không gian DeFi, đó chính là sàn Osmosis. Thì anh em biết á, cái sàn DEX Osmosis này á là một cái sàn DEX rất quan trọng và dường như là nổi tiếng nhất ở trên hệ sinh thái của Cosmos Adam ha. Thì cái lỗ hổng này nó được tạo ra và dẫn đến thiệt hại là hơn 5 triệu đô anh em đó. Thì cái lỗ hổng này nó ra sao, thì cái lỗ hổng này nó cũng khá là hy hữu đối với cái trường hợp hồi nãy mình vừa đề cập, đó chính là khi người dùng họ thêm thanh khoản của họ vào pool ở trên cái sàn DEX Osmosis này á, thì tự nhiên bây giờ ví dụ như là mình thêm vào đó pool cái lượng tiền của mình, ví dụ mình thêm vào tầm khoảng là 100 DAI đi đúng không, và sau đó tự nhiên mình rút ra lại tự nhiên nó tăng lên 50% là mình sẽ được 150 DAI đó. Thì tự nhiên cái lỗ hổng nó không biết từ đâu trên trời rơi xuống hay sao, thì tự nhiên ví dụ như người dùng của mình cho vào đó 100 DAI, mình rút ra được 150 DAI, thì tự nhiên là mình sẽ ngày càng mình cái lòng tham mình nó trỗi dậy đúng không, và mình sẽ ngày càng mình đếp thêm nhiều tiền để mình rút ra, mình lợi dụng cái lỗ hổng này. Thì cái lỗ hổng này nó đã khiến cho Osmosis á bị rất nhiều người dùng khai thác vào cái lỗ hổng này đó. Thì cái điều này á là phải khiến cho đội ngũ của dự án là phải đóng ngay cái sàn DEX và dừng luôn cả các hoạt động của blockchain để mà có thể khắc phục được cái lỗi này anh em đó. Đây cũng là một cái lỗi nó khá là buồn cười, nhưng mà mình cho rằng là nó cũng khá là nghiêm trọng về mặt thiệt hại người dùng đó, không về mặt thiệt hại của nền tảng chứ người dùng của chúng ta đang được hưởng lợi mà đúng không. Rồi và đến tiếp theo đó thì một cái dự án staking là Firestack đó, thì họ cũng châm biếm vào cái lỗi này của Osmosis khi mà họ thẳng thắn họ đăng lên Twitter rằng á là họ đã tham gia vào cái cuộc hôi của này đó. Thì ở đây mình dùng cái từ nó vui cho anh em thôi đó. Và tiếp theo nữa thì chúng ta hãy quay về cái câu chuyện của Terra đi, mà cái này mình sẽ không có nói sâu về Terra Luna nha anh em, mà chỉ trong ngày hôm nay thôi thì chúng ta đã có một cái thông tin khác từ đội ngũ phát triển của Anchor Protocol. Thì anh em biết á, Anchor đó chính là một cái giao thức DeFi xương sống của Terra Luna, và nó cũng là một trong những cái nguyên nhân chính để mà khiến cho Terra Luna sụp đổ đến như vậy, tại vì cái lãi suất của nó tới 20% ha anh em. Và cái drama tiếp theo chúng ta cần biết được trong tuần này đó chính là sao? Đó chính là nhà phát triển của Anchor Protocol, một cái nhân vật giấu mặt thôi. Thì trong một cái cuộc phỏng vấn đối với cái hãng truyền thông của Hàn Quốc đó chính là JTBC đó, thì cái nhân vật này đó, ổng là nhà phát triển cốt lõi của Anchor, thì ổng nói rằng đó là thực chất đó, cái thiết kế ban đầu của Anchor là không có phải là cung cấp một cái mức lãi suất là 20% đâu anh em, mà cái thiết kế ban đầu của Anchor là nó chỉ có 3,6% thôi. Đó, tại vì cái 3,6% này nó sẽ giúp cho cái hệ sinh thái của Terra được hoạt động ổn định và nó cân đo đong đếm được, tức là nó chịu được cái lực đối với cái dòng tiền ở trong cái quỹ dự trữ của Anchor Protocol để tránh cái việc gọi là mất cân bằng giữa hai cái nguồn lực này ha. Nhưng mà cái nhà phát triển này nói là ông chính là nằm trong cái đội ngũ để mà thiết kế cái mô hình của Anchor, thì ông và
cùng những người cộng sự khác đã thiết kế là chỉ có 3,6% thôi. Rồi, nhưng mà sau đó chỉ một tuần sau, chỉ một tuần trước khi mà Anchor Protocol được triển khai đến với cộng đồng đó, thì không hiểu sao cái kế hoạch và cái mô hình thiết kế của ông nó lại bị thay đổi tới 20% anh em. Đó, tới 20%, thì đây là một cái bất ngờ mà chúng ta, cái bất ngờ đầu tiên mà chúng ta ghi nhận trong cái sự kiện này, tức là chúng ta phải hiểu được rằng á, là cái thiết kế ban đầu của Anchor á, là các nhà phát triển á, họ không có phải họ đặt ra cái quy chuẩn là 20%, mà họ chỉ có đặt ra quy chuẩn là 3,6% thôi. Vậy cái con số 20% nó đến từ đâu, đúng không? Nếu mà chúng ta biết được cái nguồn thông tin là con số 20% nó đến từ ngay từ cái ý tưởng ban đầu của các nhà phát triển, thì ok, chúng ta sẽ rất là thất vọng về phía bên đội ngũ của Anchor, nhưng mà thực sự là không phải. Vậy thì cái con số 20% đó nó xuất phát từ đâu? Thì chúng ta đến với một cái dự kiện thứ hai, đó chính là cái nhà phát triển này trong cái buổi phỏng vấn với hãng truyền thông này đó, thì ông có nói rằng á là một tuần trước khi mà Anchor Protocol được khởi chạy, đúng không, thì không hiểu tại sao cái mô hình nó lại được đẩy lên để cung cấp lãi suất 20% đối với người dùng, và ông và những người cộng sự đó đã cảm thấy nó quá là nguy hiểm, và nguyên cả đội Dev của bên Anchor đó thì mới đi nói chuyện với CEO Dowon, thì mới nói rằng đó là anh đừng có để cho nó 20% nữa tại vì nó nguy hiểm quá. Nhưng mà anh em biết cái kết quả cuối cùng là sao không? Là CEO Dowon hoàn toàn phớt lờ đi những cái lời khuyên, những cái phớt lờ đi cái mô hình cũ của đội ngũ phát triển của bên Anchor, và vẫn áp dụng như vậy, vẫn áp dụng cái mức 20%. Thì ở đây chúng ta đã biết được một cái sự thật rằng là chính CEO Dowon mới là cái người mà phê duyệt cái việc gọi là cho Anchor có thể cung cấp một cái mức lãi suất nó vô lý và nó nguy hiểm đến như vậy, chứ không phải xuất phát từ đội ngũ nhà phát triển. Thì cái điều này á, thông qua cái sự kiện này thì chúng ta cũng cảm thấy rằng là cái tội lỗi của Dowon thì nó sẽ lớn hơn, đúng không anh em? Chứ chúng ta không thể hoàn toàn quy vào được là ngay từ ban đầu họ đã định ra như vậy rồi. Thì đây là một trong những cái tiết lộ chấn động tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em ha. Rồi, và chúng ta tiếp đến một cái thông tin nó cũng không quá là vui trong tuần này đâu. Đó chính là cái đồng Litecoin đó anh em, thì hiện tại là đã bị những cái sàn giao dịch của Hàn Quốc như là về Upbit nè, về Bitthumb nè, về Coinbase, hoặc là những cái sàn lớn tại Hàn Quốc đó, thì họ đã đồng ý, họ đã đồng loạt họ hủy niêm yết Litecoin rồi. Và cái việc hủy niêm yết này thì nó cũng khá là hy hữu, tại vì là sao? Tại vì là cái sự kiện này nó có thể là nó vui đối với Litecoin, nhưng mà nó không vui đối với các sàn giao dịch tại Hàn Quốc. Cái sự kiện vui mình sẽ nói trước tiên nhé, tức là cái sự kiện vui của Litecoin là sao, là Litecoin á họ đã cho ra, họ đã kích hoạt một cái bản nâng cấp lịch sử của họ sau 2 năm phát triển, sau 2 năm mà đưa ra cái ý tưởng là sẽ thực hiện cái nâng cấp này ha anh em. Mình xin nói lại, còn phát triển là sai ha, là tức là vào 2 năm trước thì họ đã giới thiệu cái bản nâng cấp này rồi, nhưng mà đến bây giờ thì họ mới kích hoạt nó ở trên cái blog của họ, đó chính là cái bản nâng cấp Mimblewimble. Thì cái bản nâng cấp này á, nó sẽ giúp cho Litecoin trở nên giao dịch riêng tư hơn, và cũng như là tăng khả năng mở rộng scale hơn nữa, để mà có thể đưa những cái ứng dụng DeFi, đưa những cái DApp vào để mà xây dựng trên hệ sinh thái của Litecoin. Thì mặc dù đây là một cái tin vui đối với anh em mà đang rất tin tưởng vào Litecoin đối với tầm nhìn của dự án, nhưng mà cái bản nâng cấp này nó lại là một cái tin không vui đối với các sàn tại Hàn Quốc. Tại vì các sàn tại Hàn Quốc á, thì bây giờ anh em biết á, là họ có những cái quy định nó khá là nghiêm ngặt, và cái đạo luật thông tin tài chính á, để mà có thể ở báo cáo giao dịch nè, hoặc là kê khai những cái thông tin cụ thể thì nó khá là nghiêm ngặt. Nó đòi hỏi các sàn giao dịch Hàn Quốc á, là phải đưa ra những cái thông tin minh bạch về giao dịch, về người dùng đối với cái giới chính quyền, đối với những cái cơ quan quản lý của họ, chứ không có thể được riêng tư như vậy. Nhưng mà khi mà Litecoin họ kích hoạt cái bản nâng cấp này thì những cái giao dịch của Litecoin dĩ nhiên là sẽ không ai biết, tại vì nó tăng quyền riêng tư lên mà, và nó đi ngược lại với cái quy định tại Hàn Quốc. Nên vì thế đó là sau khi cảnh báo tầm 2 tuần trước, thì đến hiện tại thì các sàn giao dịch tại Hàn Quốc thì họ cũng đã đồng loạt hủy niêm yết Litecoin rồi, và đó là một cái tín hiệu không vui đối với Litecoin ha anh em. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta có một cái thông tin khá là thú vị khác, đó chính là cái quỹ Citadel Security. Thì anh em biết á, Citadel này á, đó chính là một cái quỹ do tỷ phú giàu thứ 44 thế giới, đó chính là ông Ken Griffin thành lập. Thì tại sao mình lại đưa cái thông tin này cho anh em? Thì á, cái quỹ Citadel này á, thì trước đây á, là nó giống như kiểu là nó được so sánh như là một cái gã khổng lồ đầu tư ở trong mà thế giới truyền thống chúng ta, như là về tài chính, chứng khoán, đồ đó anh em. Nhưng mà cái sự liên quan giữa Citadel và tiền mã hóa thì dường như là nó không có được thiết chặt cho lắm. Mà nếu mình không muốn nói là tỷ phú Ken Griffin và Citadel thì tầm khoảng năm 2017 thì ông còn chê Bitcoin, và ông nói là ok, tôi rất hả hê nếu mà một ngày nào đó Bitcoin sụp đổ đó. Thì á, nhưng mà cho đến vào tầm khoảng là tháng 2, tháng 3 năm nay đó anh em, thì tỷ phú Ken Griffin thì ông cũng đã khẳng định lại với thế giới rằng là tôi đã sai về Bitcoin và tôi sẽ cam kết đầu tư vào Bitcoin và tiếp xúc với thị trường tiền mã hóa trong năm nay. Đó là một cái tín hiệu vui. Vào cái việc mà Citadel Security lên một cái kế hoạch để xây dựng một cái thị trường tiền mã hóa mới, một cái nền tảng giao dịch mới, đó là tin vui
cho dành cho chúng ta, tại vì là cái vị thế của Citadel thì mình cũng vừa chia sẻ rồi, nó rất là lớn. Nhưng mà tại sao mình lại đưa một cái thông tin như vậy giữa hàng loạt ông lớn đến cho anh em? Và cái điều thú vị nó nằm ở đây nè anh em, tức là anh em có nhớ là cái câu chuyện của Terra và Luna không? Đó, thì Citadel đó và BlackRock, thì thực ra BlackRock là một nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới với hơn 10.000 tỷ USD được quản lý, và cái vị thế của Citadel cũng vậy. Thì hai cái ông này, BlackRock và Citadel, là hai cái quỹ mà đã được cộng đồng cho rằng đó là đứng sau cái vụ bán khống Luna và USD bằng cái việc gọi là hình như là vay 100.000 BTC ở trên sàn Gemini để mà có thể short Luna và USD đó, thì chính là cái Citadel này đây anh em. Đó, nhưng mà đó là những cái lời đồn đoán ngay khi mà cái mô hình Terra nó sụp đổ, nhưng mà cuối cùng á thì những cái bằng chứng đó thì nó lại không đủ thuyết phục, và chính Citadel và BlackRock cũng đã lên giới truyền thông và nói là chúng tôi không liên quan về cái vấn đề này. Nhưng mà cái sự thật đứng là sau câu chuyện đó thì chúng ta vẫn không biết được, đúng không anh em? Nhưng mà tự nhiên bây giờ anh em thấy nó trùng hợp không? Tự nhiên sau cái vụ đó, nếu mà Citadel có làm thật đi, họ đang có rất nhiều tiền, thì tự nhiên bây giờ họ đùng một cái họ lại triển khai rất là nhanh chóng cái nền tảng giao dịch tiền mã hóa mới, thì chúng ta cũng thấy được rằng đó có một cái sự liên kết nào đó, nếu không ít thì nhiều, đúng không? Ở đây mình nói ra không phải là để First Citadel hay là BlackRock hay là nói về sự sụp đổ của Terra, mà ở đây chúng ta đang liên kết lại những thông tin để mà chúng ta có thể đưa ra những cái nhìn nhận nó xác đáng hơn cho thị trường. Tại vì anh em biết á, thị trường tài chính á, chúng ta không nên tin ai, chúng ta cũng không nên nhận định ai một cách nó theo một cái xu hướng gọi là nó 100% cả, đúng không? Tại vì ai tham gia trong đây thì mọi người cũng sẽ đều có những cái lập luận khác nhau, nếu mà không muốn nói là chúng ta đừng nên tin ai ở trong cái thị trường tài chính này cả, đúng không? Thì đây tại vì là mình thấy đây là một cái điểm thú vị mà mình cần phải nói về Citadel Security. Tại sao họ lại triển khai nhanh đến thế khi mà sau cái sự kiện Luna nó mới vừa sụp đổ như vậy, và cái điều kiện thị trường nó cũng không có quá là tốt nữa. Đó, mà nó lại dính dáng đến việc họ bắt tay cùng với BlackRock để mà có thể short Luna và đem vào một cái khoản lợi nhuận rất khổng lồ đến như vậy, đúng không anh em? Rồi, tiếp theo thì chúng ta cũng có một cái first khác mà cho mình cho rằng là ở đây thì nó cũng đã gây rất là hoang mang đối với cộng đồng chúng ta, đó chính là vào ngày 8 tháng 6 thì tự nhiên đùng một ở đâu đó thì có một cái người này á, ở trên Twitter thì họ cũng đặt là nobody thôi, tức là tôi không là ai cả, thì họ lên Twitter họ nói rằng là họ đang nắm giữ rất nhiều bí mật về cái thế giới tiền mã hóa của chúng ta, đặc biệt là ở trên cái nền tảng Telegram. Đó, và cái người này đó anh em, thì ở đây mình tóm tắt cho anh em á, thì ổng nói á, rằng là ok, cái cuộc sống của ổng bây giờ thì giống như kiểu là ổng cũng sắp đi rồi, tức là ổng bị một cái bệnh gì đó, hoặc là ổng cũng gặp một cái biến cố gì đó mà ổng sắp chết rồi, nên ổng muốn để lại cho thế giới một cái gì đó rồi nha. Và trong những ngày tiếp theo đó thì ổng sẽ cung cấp một cái file nó lên tới 137GB anh em, ở trên những cái nhóm chat ở trên Telegram của chúng ta. Đó, một cái nền tảng mà chúng ta hay chat về crypto đó. Và cái file 137GB này nó sẽ bao gồm những cái sự việc dơ bẩn của thế giới crypto, những cái cú pump dump, những cái kế hoạch được lên trước, những cái sự kiện mà giống kiểu là nó tận cùng của xã hội về cái thế giới crypto này. Và điều đáng chú ý hơn đó là ông nhấn mạnh rằng đó là không chỉ những cái tin nhắn ở trong Telegram đó thuộc về những dự án mà không ai biết đâu, mà ngay cả những dự án thuộc top 100, top 200, top 50 của thị trường crypto là cũng do những cái người đó họ cấu kết với nhau để mà họ chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Tức là cái file 137GB đó sẽ là một cái gì đó nó vạch trần hết tất cả sự thật cho nhân loại biết vậy. Đó, thì cái điều này nó đã gây một cái sự hoang mang rất là lớn đối với cộng đồng của chúng ta. Nhưng mà thực sự mình nghĩ rằng là phải tầm có khoảng mấy ngày nữa thì ổng mới dần dần ổng đưa những cái thông tin đó ra, như ở đây mình có chia sẻ như là nó sẽ tầm khoảng là ngày 15 tháng 6 nè, đó ổng sẽ đưa ra những cái tin nhắn của các KOL đang siêu gì đó. Rồi ngày 30 tháng 6 là sẽ là những cái nhà sáng lập dự án, những cái CEO, những cái founder của những dự án tầm cỡ họ đang liên kết với nhau để mà họ hòng triệt hạ nhà đầu tư, những nhà đầu tư mà ngây thơ như thế nào đó. Rồi ngày 7 tháng 7 là những cái thông tin mà nó liên quan đến những cái mặt tối của xã hội đó anh em. Thì mình nghĩ rằng là ok, chúng ta hãy chờ đợi đến cái ngày đó thôi, chứ giờ chúng ta cũng không biết làm gì cả. Nhưng mà nếu mà xét về cái tính gọi là cái tính xác thực thì mình nghĩ là đây cũng là một cái tài khoản nó vẫn chưa được xác minh, đúng không? Và cũng mình cũng không biết là ai, nên ok, nên mình tạm xem đây chỉ là những cái first mà chúng ta có thể là thường hay gặp hàng ngày ở trên thị trường crypto thôi. Tại vì theo cái quan điểm cá nhân của mình á, thì ở đây mình xin chia sẻ nó có thể trái ý một số anh em đó. Trái một số anh em thì anh em thông cảm cho mình, nhưng mà đứng trên cái quan điểm của mình thì mình cho rằng là ok, đây giống như kiểu là một cái Edward Snowden ở bên cái thế giới truyền thông của chúng ta vậy, người thổi còi Edward Snowden, nhưng mà thực sự là không có phải. Và trong cái thế giới hiện đại là 3.0 rồi, đúng không, web 3 rồi, cái thế giới hiện đại rồi, thì những cái người này giống như kiểu là điệp viên moi móc lại những cái gì đó mà nó tận cùng của xã hội để mà đem lên cho cộng đồng biết.
Nhưng mà thực sự cái định nghĩa điệp viên như mình từng thấy, tức là họ hành động rất âm thầm, họ làm thật, người thật, việc thật, chứ không có phải là lên mạng để mà đưa ra những cái này, để mà đưa ra cộng đồng nó công khai như vậy, thì nó chẳng còn mang một cái hệ thống gì nữa. Nên là mình nghĩ rằng đây chỉ là một cái gì đó nó khá là tào lao mà thôi, nên là anh em hãy cứ chờ xem đi ha. Rồi cái tin tức cuối cùng đó chính là về Yoga Lab. Thì anh em biết á, thì vào ngày hôm qua thì Yoga Lab á, họ đã xóa bỏ một cái đoạn code mà cái đoạn code này á, nó có thể gây nguy hiểm đến cái sự tồn tại của Boy App Jack Club. Thì á, về cơ bản á, thì cái đoạn code này á, nó đã được phát hiện từ khoảng là một năm trước rồi anh em, và cũng đã được rất nhiều cái nhân vật bên crypto họ cảnh báo về cái đoạn code này. Tại vì sao? Tại vì á, trong một cái đoạn trong cái smart contract của BAYC đó, thì bên phía những đội ngũ dev á, thì họ có lập trình một cái đoạn code này. Thì cái đoạn code này á, nó cho phép một cái người sở hữu cái ví có thể mint bao nhiêu BAYC cũng được. Và vào cái thời điểm mà vào một năm trước á, thì cái tài khoản Twitter này á, thì ông có nói về bên phía BAYC á, là các anh hãy nên thu hồi cái đoạn code này đi, tại vì á, cái đoạn code này thì mấy anh có thể mint ra được bao nhiêu BAYC cũng được, nó không có giới hạn anh em. Mà cái điều này á, nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của BAYC rất là nhiều, tại vì á, BAYC được biết đến là một dự án premium về NFT, đúng không, về cái độ khan hiếm của những chú vượn người đi. Nhưng mà á, nếu mà do cái đoạn code này, một người mà họ sở hữu đủ nhiều lượng Ethereum trong cái ví của họ để làm gas đi, thì họ có thể mint ra biết bao nhiêu chú khỉ cũng được cả. Và cái điều đó, và nếu cái ví đó thuộc về một người dùng, đúng không, họ có tâm với dự án, họ gắn bó cùng dự án thì mình không nói. Nhưng mà nếu cái ví đó đó mà nó bị tấn công bởi một cái hacker nào đó, thì tự nhiên hack một cái lấy tất cả BAYC đó xả ra thị trường thì sao, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đối với dự án BAYC và sẽ chết luôn anh em đó. Và dường như là đến bây giờ thì Yoga Lab họ mới bắt đầu họ phát hiện và họ mới nhận thấy được cái rõ được cái sự nguy hiểm của cái việc này. Và cùng với đó là kết hợp hai cái vụ hack Discord vào tầm khoảng là vào tháng 2 và mới nhất là vào tháng 6 luôn. Thì mình nghĩ rằng là bên phía Yoga Lab bây giờ họ mới tỉnh ra đó anh em, thì cuối cùng là họ cũng đã xóa bỏ cái đoạn code gây nguy hiểm đó rồi ha. Rồi, và mình nghĩ rằng là video đến đây nó cũng khá là dài rồi, nên mình cũng xin tạm dừng video tại đây và hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Xin chào anh em, bye bye.